Hello, xin chào tất cả các bạn nhé, cùng đến với channel của mình nha. Bữa nay anh em mình đi cắm câu nữa các bạn ơi, cắm câu cá chê nha. Gồm có anh Tích nên Tích chào cái. Đó. Bữa nay tiếp tục đi câu nữa các bạn ơi. Đây là cần câu nè. Cần câu này là cần câu cá chê nha. Mình mới chích đấy. Đây lưỡi nè các bạn. Đó. Lưỡi nè. Đây là mồi trùng, mồi trùng đó nha. Đây là mồi trùng nè, trùng quá trời luôn, trùng bự trùng nhỏ có hết đó, trùng bự vậy đó các bạn ơi. Rồi xem mình tấp móc trùng nha. Trùng này chắc mỡ không quá, nó bắn mỡ tàn lưa không lưa hết trơn. Này có mỡ này cá chê nó mới thích mới khoái, nó mới ăn nhiều. Rồi mời các bạn cùng xem nhé. Đó, quá hấp dẫn. Rồi bắt đầu cắm câu nha các bạn ơi. Đây là cần đầu tiên nha. Nãy giờ móc mồi không à, lo móc mồi chưa cắm câu, bây giờ đang cắm. Đó, cần nó cần đầu tiên đó. Đây là cần thứ hai. Xong bữa em luôn các bạn ơi. Mày là xong bự nha. Con mềm biệp nó kêu rồi. Đó, cần thứ hai nha. Về chỗ á. Rồi đây là cần thứ ba nha các bạn ơi. Thôi giờ là gần sắp tối rồi, mình tranh thủ cắm câu nha. Rồi chừng nào đi thăm câu mình quay cho tất cả các bạn cùng xem nha. Rồi bye bye mọi người. Rồi dính con nha các bạn ơi. Đó đó. Rồi cá chê nha. Đó, quá thơm luôn. Con đầu tiên nha các bạn ơi. Rồi con đầu tiên nha. Con này hơi nhỏ. Yeah, thả. Mình đâu có nuôi ngày nào đâu. Cá chê xong nha các bạn. Rồi thơm một em. Chưa đi thăm nữa dính con rồi đó. Rồi dính con nữa các bạn ơi. Dính con nữa nha. Quá thơm luôn. Bự anh Túc. Ồ dừa. Không bự vậy mấy. Đực này hơi nhỏ nhỏ không ta. Được hai con rồi nha. Chưa đi thăm nữa mới vòng về á. Rồi dính con nha các bạn ơi. Bự anh Túc. Wow không được. Cũng được nha các bạn. Cá nè, cá chê, một em cá chê nữa, thơm, ừ.
Thơm nha. Chưa đi thăm nữa mà dính vậy rồi đó. Thơm. Đó, nhiều đó rồi đó. Rồi thêm con nữa nha. Dính thêm con nữa. Dính không hay luôn. Cũng được nha. Con này hơi bự hơn con nãy. Cũng được nha anh Tấp ăn. Thơm. Đó, thơm nha. Rồi, thêm một con nữa. Quá đã luôn mọi người ơi. Rồi, mới quay về thôi được 5 con rồi nhé các bạn ơi. Đó, quá thơm. Hồi chút xíu mình đi thăm nữa, quay cho tất cả các bạn cùng xem nữa nha. Rồi dính thêm con đó các bạn ơi. Thơm nha. Ý. Bự 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 bự. Cá bự. Quấn cò quá trời luôn. Rồi thơm. Sáng giờ được như đây nè. Hồi tối đi thăm không được, hồi tối mưa quá. Sáng đi thăm mà cuốn về luôn. Trời sáng luôn các bạn ơi. Rồi bữa nay được nhiêu đây à các bạn ơi? Đủ ăn à. Vừa đủ ăn ngày luôn. Rồi nha. Rồi cũng sắp clean nữa rồi.